phá đường dây bán dâm toàn sao hạng A của làng giải trí Việt. Ngày 7 tháng 9, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Hoàng Long, 31 tuổi, quê Hải Phòng về hành vi môi giới mại dâm. Cụ thể, hôm 25 tháng 8, Long đã môi giới cho hai người đẹp là TH và TT bán dâm cho các chủ doanh nghiệp là người khá giả. Theo đó, TH và TT là hai người đẹp từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi Hoa hậu, là sao hạng A của làng giải trí Việt. Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang việc mua bán dâm tại hai phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Long khai đã chốt giá với người mua dâm là 15.000 đô la, khoảng 360 triệu đồng đối với mỗi gái bán dâm. Long thanh toán cho mỗi người đẹp sau khi bán dâm là 60 triệu đồng. Như vậy, Long bỏ túi khoảng 600 triệu đồng. Ngoài hai người đẹp này, Long khai còn môi giới bán dâm cho nhiều hoa hậu, á hậu khác trong làng giải trí Việt cũng như làng giải trí Hàn Quốc. Thông qua một số mối quan hệ, Long cũng môi giới cho các người đẹp bán dâm tại một số nước châu Á với giá lên đến hàng chục ngàn đô la mỗi lần. Qua điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến bị can Lục Triều Vĩ, cũng bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm vào năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự đã thu thập được thông tin về hành vi môi giới mại dâm của Lê Hoàng Long. Giữa năm nay, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm. Cục chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để đấu tranh.